Xin chào mọi người, tập 2 của việc lão nông cao anh cắt cỏ ở Mỹ. Thì cao anh sẽ giới thiệu cho các bạn cái máy cắt cỏ số 2. Đây là máy cắt cỏ lớn hơn. Cái máy cắt cỏ này có hai cục pin nha các bạn. Không có động cơ gì hết, chỉ có hai cục pin này thôi. Và mở nắp này ra, thả hai cục pin vào. Hai cục pin này đủ làm cỏ cả một công viên luôn. Các bạn nhìn cái khung sân rộng như thế này không? Đó. Đấy, và các anh sẽ cắt cỏ. Các bạn nhìn cái cỏ hôm trước các anh cắt đây. Khi mà cắt rồi á là cỏ nó sẽ phẳng này, nó như thế này. Và đây là cái chỗ mà dành lại cắt để cho các bạn xem này. Các bạn nhìn cỏ đây nó tốt không? Đấy. Nó không đồng đều đúng không? Đấy, nó cao này, nó tốt đây. Đấy, các anh sẽ cắt hết chỗ này luôn. Rồi, bây giờ sẽ theo chân cho anh đi cắt cỏ nha. Đầu tiên là khởi động máy. Anh như một vệt, nó phẳng như này rồi. Đấy, và cái nhà mình dài quá, từ đầu này đến đầu kia nó dài nên là phải máy cắt cỏ nó mới cắt được, cái máy thường không cắt được.
Các anh đã cắt phẳng chỗ kia rồi. Phẳng gì rồi? Các bạn nhìn xem. Đúng không? Đấy, từ sần xìu như thế nó đẹp như một sân vận động luôn. Bây giờ các anh có một bí mật cho các bạn đây. Là cỏ từ nãy giờ cắt nó nằm ở đâu? Rất thông minh nha. Cỏ từ nãy giờ cắt nó nằm ở trong này. Đây. Cỏ đây, cỏ đây. Đương nhiên là cái này rất là tốt rồi. Nếu cái này mà cho cá ăn thì tuyệt vời đúng không? Nhưng mà ở đây không có cá thì chúng ta sẽ chọn gốc cây để chúng ta cho nó vào gốc cây. Và chính là phân bón gốc cây luôn, rất là tốt các bạn ạ. Hoặc anh thương cây nào thì cho cây đấy. Cây mít này. Cây vú sữa này. Cây hồng xiêm này. Ở bên Mỹ người ta gọi là sabuche đấy. Cái đào. Và chỗ này đất nó đang hơi thiếu, cho nó vào đây. Ok rồi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nha.